vậy là tác phẩm trên phôi gỗ nặng gần 2 tấn này đã hoàn thiện. Và suốt thời gian qua có nhiều bạn hỏi là tác phẩm Giao Long Đắc Thủy này sao lại có tên là như thế, tưởng phải là cá chép hóa rồng hay là rồng phun mưa chứ nhỉ. Vậy thì các bạn hãy cùng xem sự tích này có ý nghĩa là gì nhá. Và đây thực chất là một quẻ trong kinh dịch, nhưng mà điều đặc biệt ý, thì quẻ này lại là quẻ thuần càn, có cái tính dương là cực mạnh. Và cái thể quần thuần càn ấy là cái thể mà đứng đầu mở mang ra các cái quẻ khác, nên là nó có một cái ý nghĩa được ví như là khốn long đắc thủy. Và khốn long đắc thủy chính là con rồng bị cùng cực, đang bị thiếu nước, và sau đó là nó lại gặp được cơn mưa rào, cho nên là không có gì tốt tươi cũng như là thuận lợi cho bằng. Nên là hình tượng của quẻ thì nói là Giao Long chính là con rồng nước ở trong vực đã lâu ngày, nay lại gặp một cơn mưa nên là liền sẽ bay lên trên trời. Và con rồng bay lượn ở trên trời giống như là cái sự biến hóa, dù là gặp tai họa cũng không có bị hại và thỏa chí để vẫy vùng, không còn điều gì là tốt đẹp hơn. Nên là nếu như mà ai mà gieo những cái quẻ ở trong kinh dịch mà lại được cái quẻ như thế này thì được coi như là cái thời vận của người đó đã đến, gặp thời và đắc thế, thỏa chí vẫy vùng và không sợ bất cứ điều gì cả. Và quẻ càn là cái quẻ mà đại cát, đặc biệt vui sướng. Và người xem được cái quẻ này thì sẽ rất là vui mừng, mọi việc đều là được như ý. Nên là trong cái quẻ càn thì có hàm chứa, hàm chứa là 4 chữ là Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh. Nguyên chính là cái đầu tiên, sự mở ra và cái căn bản ban đầu. Hanh là hanh thông, thuận lợi và thông suốt. Và lợi chính là thuận lợi, phát triển, đạt được mọi thứ mà mình mong muốn. Trinh chính là trung thủy, không thay đổi. Nhưng bốn tính chất này thì thuộc cái đối tượng là thiên thời, dùng để chỉ cho một cái quy luật của tự nhiên. Cho nên là quẻ càn ấy thì còn tượng trưng thêm cho cả người quân tử có bốn đức tính, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí. Bởi vậy nên là bác khách người Sài Gòn đã phải rất tinh tế và tìm tòi một cách rất là sâu sắc mới đưa ra cái tích tranh này để tìm Bùi Gia chế tác nên một con rồng trông rất là hiền hòa. Một con rồng sẽ ban phát tài lộc, tưới tắm cho nhân gian những cái dòng nước mát và ban ơn lộc để mùa màng tốt tươi. Con người thì luôn sống chan hòa, hạnh phúc. Đó chính là ý nghĩa chủ thể của tác phẩm Giao Long Đắc Thủy này nhá.